Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Tuất tháng 9 âm lịch 2024, tháng mới hung cát khó lường. Những người tuổi Tuất khi bước sang tháng 9 của năm 2024 Giáp Thìn được dự báo có nhiều điều khó lường, là hung hay cát vẫn khó nhìn rõ. Tùy thuộc vào hành động và suy nghĩ của bạn mà vận trình sẽ có những sự thay đổi trong từng hoàn cảnh nhất định. Về vận thế sự nghiệp, tuy tình hình hiện tại vẫn đang tương đối ổn định nhưng bạn vẫn cần tiếp tục nỗ lực để nâng cao khả năng đương đầu với những thử thách trong tương lai. Vẫn có những hung tinh rình rập sẵn sàng cướp đoạt mọi thứ của bạn bất cứ lúc nào khi cơ hội và thách thức cùng song hành. Tài lộc trong tháng tăng giảm không cố định, thị trường nhiều biến động nên không lợi cho đầu tư. Bản mệnh cần quản chặt túi tiền, tránh bị thất thoát ra ngoài. Đặc biệt là không nên dễ dãi cho vay mượn lung tung kẻo mất tiền chứ khó lấy lại. Chuyện tình cảm dù hiện tại không xuất hiện biến cố lớn, vẫn duy trì mức bình ổn nhưng cũng càng có xu hướng phai nhạt, cần dành thời gian để hâm nóng tình yêu mới không dẫn đến những điều đáng tiếc. Người độc thân nên tăng cường giao lưu, kết bạn mới mong nhanh chóng tìm được một nửa phù hợp. Vậy thì tử vi chi tiết của tuổi Tuất trong tháng 9 âm lịch sẽ như thế nào? Ngày hôm nay xin kính mời quý anh chị và các bạn hãy cùng kênh Tử Vi tìm hiểu trong video dưới đây nhé! Một tổng quan về tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 3 tháng 10 năm 2024 dương lịch đến ngày mùng 6 tháng 11 năm 2024 dương lịch. Tháng 9 âm lịch là tháng Giáp Tuất. Thiên can: Giáp Mộc. Địa chi: Tuất Thổ. Ngũ hành tháng: Sơn đầu Hỏa. Tháng 9 âm lịch, còn gọi là tháng Cửu, thường rơi vào khoảng tháng 10 hoặc đầu tháng 11 dương lịch, là thời điểm cuối thu đầu đông ở Việt Nam. Đây là giai đoạn chuyển mùa rõ rệt, với những đặc điểm văn hóa, tâm linh và sinh hoạt khác nhau, điển hình là sự chuẩn bị cho các lễ hội cuối năm. Đây là thời điểm cuối thu, khí hậu bắt đầu se lạnh, độ ẩm trong không khí giảm. Miền Bắc Việt Nam thường có không khí mát mẻ, dễ chịu, còn miền Nam có sự dịu bớt của cái nóng. Do ảnh hưởng của thời tiết và sự thay đổi khí hậu, nhiều người có thể cảm thấy chậm chạp hơn, dễ rơi vào cảm giác uể oải. Đây cũng là thời điểm mà nhiều người tập trung vào việc suy ngẫm, hoạch định cho những kế hoạch cuối năm. Với sự chuyển giao giữa các mùa, tháng 9 âm lịch thường là thời điểm dễ mắc các bệnh về hô hấp, cảm cúm. Cần chú ý bảo vệ sức khỏe, ăn uống lành mạnh và giữ ấm cơ thể. Một số vùng ở Việt Nam và Trung Quốc kỷ niệm Tết Trung Cửu vào ngày 9 tháng 9 âm lịch. Đây là ngày có ý nghĩa tốt lành theo quan niệm cổ. Trong ngày này, người ta thường cầu bình an và may mắn. Phong thủy tháng 9 âm lịch, tháng này được coi là tháng vượng khí đối với nhiều con giáp và cung mệnh. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn nhiều người cần phải thận trọng trong các hoạt động liên quan đến tài chính và sức khỏe do sự chuyển giao mùa gây ra những thay đổi về phong thủy. Tháng 9 âm lịch thuộc cuối mùa thu, tương ứng với hành kim trong ngũ hành. Hành kim chủ về sự mạnh mẽ, quyết đoán và sắc bén, thường thúc đẩy sự tập trung và hành động dứt khoát. Kim cũng tượng trưng cho sự thu hoạch, kết quả của quá trình lao động trước đó. Tuy nhiên, hành kim quá vượng có thể mang lại cảm giác lạnh lẽo, khô khan, cần cân bằng với yếu tố thổ, đất hoặc thủy, nước để giảm bớt sự cứng rắn. Tháng này thuộc hành kim, vì vậy các hướng Tây và Tây Bắc thường vượng khí. Những gia đình có cửa chính hoặc phòng làm việc theo hướng này có thể đón nhận nhiều cơ hội mới, thăng tiến trong sự nghiệp. Tuy nhiên, cần lưu ý cân bằng năng lượng bằng cách sử dụng thêm các yếu tố mềm mại như cây xanh hoặc nước. Hướng Đông và Đông Nam, đây là các hướng thuộc hành mộc, vốn xung khắc với kim. Do đó, nếu nhà ở hoặc văn phòng hướng về phía này, cần lưu ý đến sự cân bằng năng lượng bằng cách giảm bớt yếu tố kim, kim loại và tăng cường yếu tố thủy, nước hoặc thổ, đất. Quẻ dịch liên quan đến tháng 9 âm lịch. Mỗi tháng âm lịch có thể được liên hệ với một quẻ trong kinh dịch để dự đoán vận mệnh tổng quát của tháng đó. Với tháng 9 âm lịch, quẻ phổ biến liên quan thường là quẻ thiên trạch lý, quẻ số 10. Quẻ thiên trạch lý là quẻ có hào trên là càn, trời và hào dưới là đoài, hồ nước, tượng trưng cho sự hòa hợp giữa trời và đất. Quẻ lý biểu thị sự tuân thủ quy luật tự nhiên và sự thăng tiến trong sự nghiệp, nhưng cần giữ sự thận trọng và khiêm tốn. Quẻ lý đại diện cho sự tiến bộ, thành công thông qua việc tuân thủ các nguyên tắc và hành động đúng đắn. Tháng 9 âm lịch là thời điểm mà mọi việc cần được thực hiện một cách cẩn thận, tránh sự vội vàng hay bất cẩn. Quẻ này cho thấy vận trình đang tốt lên, nhưng cũng đồng thời cảnh báo về việc cần kiểm soát lòng tự mãn. Người tuân thủ nguyên tắc và hành động đúng đạo đức sẽ thành công, nhưng kẻ kiêu ngạo sẽ gặp trở ngại. Đây là thời điểm thuận lợi cho những kế hoạch lâu dài, đặc biệt là những dự án đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên,
cần giữ thái độ khiêm nhường và cẩn trọng trong từng bước đi để tránh những trở ngại do tính chủ quan. Quẻ thiên trạch lý không khuyến khích đầu tư mạo hiểm trong tháng này. Tài chính có thể ổn định, nhưng cần thận trọng với các khoản chi tiêu lớn và không nên hành động quá vội vàng. Thời điểm chuyển mùa thường dễ gây ra các vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là hô hấp và tiêu hóa. Kinh dịch khuyến nghị duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và đảm bảo tinh thần luôn thoải mái. Hai tử vi tuổi Tuất trong tháng 9 âm lịch. Những người tuổi Tuất khi bước sang tháng 9 của năm 2024 Giáp Thìn được dự báo có nhiều điều khó lường, là hung hay cắt vẫn khó nhìn rõ. Tùy thuộc vào hành động và suy nghĩ của bạn mà vận trình sẽ có những sự thay đổi trong từng hoàn cảnh nhất định. Về vận thế sự nghiệp, tuy tình hình hiện tại vẫn đang tương đối ổn định nhưng bạn vẫn cần tiếp tục nỗ lực để nâng cao khả năng đương đầu với những thử thách trong tương lai. Vẫn có những hung tinh rình rập sẵn sàng cướp đoạt mọi thứ của bạn bất cứ lúc nào khi cơ hội và thách thức cùng song hành. Tài lộc trong tháng tăng giảm không cố định, thị trường nhiều biến động nên không lợi cho đầu tư. Bản mệnh cần quản chặt túi tiền, tránh bị thất thoát ra ngoài. Đặc biệt là không nên dễ dãi cho vay mượn lung tung kẻo mất tiền chứ khó lấy lại. Chuyện tình cảm dù hiện tại không xuất hiện biến cố lớn, vẫn duy trì mức bình ổn nhưng cũng càng có xu hướng phai nhạt, cần dành thời gian để hâm nóng tình yêu mới không dẫn đến những điều đáng tiếc. Người độc thân nên tăng cường giao lưu, kết bạn mới mong nhanh chóng tìm được một nửa phù hợp. 1. Tử vi sự nghiệp tuổi Tuất tháng 9 năm 2024. Bước sang tháng 9 âm lịch, cục diện tử vi tháng mới không đem đến nhiều may mắn cho phương diện sự nghiệp của người tuổi Tuất. Do đó, nếu bạn đang mong ngóng một sự đột phá thì sẽ rất dễ phải thất vọng. Tháng này, nguyệt lệnh lâm dưỡng ở Tuất, báo hiệu vận khí có sự chững lại, công việc vẫn như cũ. Người có thể thay đổi hoàn cảnh phải là chính bạn chứ không nên trông chờ vào ai khác hay chờ đợi chờ may mắn từ trên trời rơi xuống. Công việc trong tháng ban đầu có thể suôn sẻ nhưng sau đó sẽ có trở lực bất ngờ, nguyên nhân chủ quan có mà khách quan cũng nhiều. Vì vậy, cần tiến hành mọi việc từng bước một, tránh chuốc lấy thất bại. Một số hạng mục công việc trì trệ, không có tiến triển mới. Bản mệnh cần lập kế hoạch công việc cụ thể, việc nào cần ưu tiên làm trước, tránh tình trạng tất bật cả ngày mà chuyện gì cũng không xong. Thời điểm này bạn không nên dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác. Ai cũng có công việc của riêng mình, không ai có thể làm thay được bạn. Bản mệnh vẫn cần tự thân vận động, tự làm tự lo. Với những công việc quen thuộc, bạn có thể tiếp tục làm theo phương pháp cũ, nhưng cũng nên tìm tòi cách đổi mới, sáng tạo để nâng cao hiệu suất cũng như rút ngắn thời gian. Không cần phải thay đổi quá lớn, chỉ cần điều chỉnh từng chút một từ chính những việc bạn đã quen tay cũng có thể tạo ra những kết quả bất ngờ. Lưu ý rằng tháng này có những hung tinh như Thái Tuế, âm sát rình rập sẵn sàng cướp đoạt mọi thứ của bạn bất cứ lúc nào khi cơ hội và thách thức song hành. Do đó bạn cần tiếp tục nỗ lực để nâng cao khả năng đương đầu với những thử thách trong tương lai. Nhưng tình hình hiện tại cũng không đến mức bi đát, thực tế là bạn vẫn đang cho thấy khả năng xoay sở khá tốt. Nếu biết tận dụng và vượt qua được hoàn cảnh, bạn sẽ gặt hái được thành quả tương xứng. 2. Tử vi tài lộc tuổi Tuất tháng 9 năm 2024. Tháng 9 âm lịch cho biết, con giáp này ít gặp may mắn về chuyện tiền bạc khi tài lộc bị kìm kẹp. Hung tinh âm sát cảnh báo, vận trình ngày càng có xu hướng giảm sút, tiềm tàng không ít biến động. Giữ tâm tĩnh, cái đầu tỉnh táo sẽ tránh được hung hiểm. Tài vận trong tháng tăng giảm không cố định, buôn bán kinh doanh tương đối khó khăn hoặc trở ngại nhất định cũng do đụng độ hung tinh kiếp tài. Thị trường nhiễu loạn, nhiều thông tin thật giả lẫn lộn nên không lợi cho đầu tư, càng không nên vội vàng mở rộng kinh doanh kẻo lợi bất cập hại. Càng về cuối tháng thì áp lực và cạnh tranh càng gia tăng. Những ai làm công việc về giấy tờ, hợp đồng, văn bản, càng cần phải tập trung, đừng có lơ là mà phạm sai lầm, phải đền bù thiệt hại, đưa lương, cắt thưởng, thậm chí rơi vào vòng lao lý. Những ai chăm chỉ túc tắc buôn bán nhỏ lẻ mỗi ngày thì có thể yên tâm về mức thu nhập hiện tại. Cuộc sống cũng không đến nỗi vất vả, đủ lo cho cả gia đình. Ngoài ra bản mệnh cần quản chặt túi tiền, tránh bị thất thoát ra ngoài. Cần lập kế hoạch tài chính càng chi tiết càng tốt, tiết kiệm chặt chẽ, ưu tiên những việc quan trọng. Còn về sở thích cá nhân, sau này dư giả rồi tính tiếp cũng chưa muộn. Đặc biệt là không nên dễ dãi cho vay mượn lung tung kẻo mất tiền chứ khó lấy lại. 3. Tử vi tình duyên tuổi Tuất tháng 9 năm 2024. Bước sang tháng 9 âm lịch, chuyện tình cảm của người tuổi Tuất được dự báo không xuất hiện biến cố nào quá lớn, duy trì ở mức bình ổn. Dù không quá nhiều mâu thuẫn nhưng mối quan hệ lại phát triển theo hướng bình bình, đôi khi gây ra sự nhàm chán, tẻ nhạt. Hãy dành thời gian để hai bên chia sẻ và hiểu nhau hơn. Có thể bạn thấy không có vấn đề gì lớn, đối phương cũng im lặng, song không có nghĩa người ấy đang đồng tình hoặc hài lòng với hiện tại.
thời gian dài vẫn cứ như vậy thì cũng không phải là một tín hiệu tốt. Cả hai bạn đều cần dành thời gian để hâm nóng tình yêu mới không dẫn đến những điều đáng tiếc. Nếu có vấn đề gì hãy cùng ngồi lại, thẳng thắn trao đổi. Như vậy giữa hai bạn sẽ tạo ra sự kết nối, tình cảm sẽ trở lại nồng nàn như thuở ban đầu. Người độc thân nên tăng cường giao lưu, kết bạn mới mong nhanh chóng tìm được một nửa phù hợp. Nếu vẫn còn suy nghĩ về quá khứ thì cũng đừng để điều đó ảnh hưởng đến hiện tại. Ai cũng cần bước tiếp và tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Mãi nhìn về phía sau chỉ khiến bạn lạc lõng một mình mà thôi. 4. Tử vi sức khỏe tuổi Tuất tháng 9 năm 2024. Phương diện sức khỏe của người tuổi Tuất trong tháng 9 năm 2024 âm lịch đang ở mức ổn định, không có biểu hiện gì đáng lo lắng. Tuy nhiên, bạn cũng đừng vì thế mà chủ quan. Nhất là khi vấn đề khó chịu có thể xuất hiện do áp lực tinh thần, chủ yếu do công việc, tiền bạc không như ý muốn khiến bạn lo nghĩ rất nhiều. Nếu có thể thư giãn cơ thể và tinh thần, mọi thứ sẽ có chuyển biến tích cực. Hãy chú ý chế độ ăn uống và duy trì thói quen làm việc, nghỉ ngơi điều độ để đảm bảo sức khỏe tốt.